thấy đời văn minh quá thành, khiến người ta bỏ cội quên hồn. Vì lợi danh mà nỡ bỏ câu đạo lý nghĩa nhân, xé sâu nhau để tranh giành quyền thế. Thức cảnh tình bí thảm đó, đức giáo chủ phải đọc mối từ tâm. Nên lúc lưu trú tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ 1942, ngài mới chấp bút viết bài thơ Lục Bát tựa đề Hoài Cổ, để nhung nhớ lại những cái cao quý của người xưa mà thánh nhân đã dạy sẵn. Giờ đây đã bị văn minh vùi lấp, nên nhân tâm ly tán, thế đạo suy mòn. Ngài kêu gọi con người ở an theo đạo nghĩa, dạy rõ cho ta biết đời là giả tạm khổ đau, sự nợ duyên cũng chỉ là mối quan khiên huyền lụy. Nếu ham mê tiền của chỉ là xiềng xích trói mình, với lời văn ngọt ngào từ ái của bậc siêu nhân. Kính thưa quý vị, thể theo chương trình này, chúng tôi trân trọng giới thiệu các vị đọc giảng viên như sau: Nguyễn Thị Cẩm Tú. Trên vua Minh chính cầm cân. Nguyễn Thị Phiến. Thay đời đổi các bất tùng thánh tiên. Thành kính thực hiện. Còn mấy ai
dài cuối đầu lại Phật niệm hoài mấy câu dứt cần mang bộ sông nâu trong ngày chư quốc chư hầu tình tâm đừng gây chinh chiến ồ ầm để gây hạnh phúc mà tâm Phật tiên ta bà thật cảnh lưu phiền duyên trần câu kết quan khiên bao đền hiệu quan thánh thoát dường tên mắt dòng sanh tử có bền được đâu dĩ bàn thiếu học đạo màu sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên tham chi giả dòng cưa